Thưa các bạn, đây là cái hình ảnh cụ thể về cái mặt vỉa hè, cái nơi bọn mình đã làm một lửa và bọn lửa chưa làm. Thì mình cho quý vị xem đây. Tại sao mình phải cho quý vị xem để quý vị biết rằng là trước khi chưa làm thì nó như thế nào? Nó sẽ có 3 lớp. Lớp đầu tiên là những cái phần rác liên quan đến vấn đề ni lông này, đủ các thứ này, mà những cái rác thải có nghĩa là không thể tái tạo, rất khó tái tạo. Ví dụ như rồi ôi nhiều lắm các bạn đấy, những cái nổi trên bề mặt. Và bọn mình sẽ theo một hình thức là dọn trước cái đó. Và hôm nay mình sẽ dọn đến khoảng đến đây gì đó. Và sau đó thì bọn mình sẽ dọn cái phần là phần ở dưới cái lớp rác bề mặt, có nghĩa là rác hữu cơ. Rác hữu cơ đây là gì? Là cành cây, là lá, là đất, vân vân vân. Nó đã thối vữa rồi thưa quý vị. Và cuối cùng thì quý vị biết rằng là bọn mình sẽ nhổ cỏ và làm sạch cái mặt vỉa hè. Nó sẽ rất là sạch sẽ như ở bên kia. Nó không thể được ngay một buổi đâu, tại vì bọn mình cũng không có thời gian. Tí nữa mình sẽ nói chuyện bạn rất nhiều về cái câu chuyện đó. Và quý vị sẽ thấy rằng bọn mình do không đủ điều kiện về vấn đề trang thiết bị cũng như tiền bạc để thuê, thành ra bọn mình cứ lấy công đấy, lấy cái sức mình để làm thôi. Và mỗi ngày cũng chỉ dành ra được có 2 tiếng cả đi cả về cả làm. Vì vậy xin chào. Ok, hôm nay bọn mình lại tiếp tục một cái chiến dịch để hoàn thiện lốt cái con đường này. Những cái hôm nay, những ngày đầu tiên này thì chắc chắn bọn mình chỉ nhặt rác bề mặt thôi. Nhặt rác bề mặt là gì cũng nghĩa đây, để ví như này là gọi là rác bề mặt này, đây gọi là rác bề mặt này, ni lông này, này rác bề mặt này, cái cỏ các thứ này là lăng nhăng, là ví dụ như này, là mai sau là mai chẳng hạn thế. Có nghĩa là nó sẽ có các đợt, tại vì nó không đủ thời gian bắt đầu bọn mình xử lý. Thì đi đây, đi chuyển đi, cứ làm đấy. Đây này, đây này, có rất nhiều những rác bề mặt này. Đấy, bây giờ chúng ta phải nhìn là lúc đầu nó như này nhá, ở đâu cũng thế thôi. Đấy, và khi lúc đầu này, xong khi bọn mình hoàn thành ý, thì là nó sẽ được như thế này luôn. Đấy, nó phải được như này này. Đấy, nhặt cả cỏ luôn. Thì đấy, cái đoạn quay vừa rồi ý, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ ấy. Đấy, đại khái là như vậy. Thì gọi là rác bề mặt. Thì tại vì bọn mình làm thủ công mà, anh em đây làm thủ công hết. Tại vì bọn mình không có kinh phí nhiều, cho nên bọn mình dùng sức người làm chậm. Hy vọng là về sau này khi mà bọn mình có đủ cái kinh tế, có đủ chi phí, mình có những cái máy móc á, ví dụ máy đấy, máy cắt cỏ này, hay máy đánh, máy cắt cỏ sát với cả mặt đường này này, nó giống, hay là tất cả các thiết bị khác ấy, thì nó sẽ nhanh hơn. Thì đại khái thế. Đây, đây, chẳng hạn thế. Đây, mình sẽ ấy cho. Đấy, để các bạn biết bẩn như nào. Thì rồi khi mà cái thành quả đạt được thì các bạn thấy nó khác. Các bạn cố gắng xem từng video một thì các bạn mới thấy là cái công sức của anh em nó rất lớn, chứ nó không phải đơn giản. Nhiều người thì, tại vì khi các bạn đi qua ấy, các bạn chỉ nhìn thấy thoáng qua thôi. Khi mà thực hiện thế này, các bạn có thể nói rất là nhiều rác. Đại khái như vậy. Ở đây nhiều anh em cứ nghĩ rằng bảo là chú hề với mình, tại sao mình đứng cầm này, chú hề chú không thích cái này nhá. Anh em có hết nhưng chú hề chú không thích. Đấy, vì chú hề chú quen rồi, chú không thích cùng cái này. Chú muốn dùng bằng kia nó nhanh hơn, có nghĩa là cái chú quen rồi, trong cái công việc của chú từ ngày xưa bao lâu nay là chú quen cái đấy rồi. Đấy, mình sẽ dọn hết sạch cái bề mặt này. Không, đây, đây bao này, nhựa này này, đây như nhựa, cái rác nhựa các thứ ấy, cái đấy mai mình còn dùng xẻng xiết xong mình quét. Đây đây đây, cái này là bao lá quét để vào, nhựa lông nhỏ cũng ấy hết. Cái đấy là những cái nó khó, nó gọi là gì nhỉ, khó phân hủy. Đúng rồi, những nói chung đúng rồi,
cái này thì mình cào lên, cái này mình cào lên thì cái anh em sẽ nhìn thấy, tại vì lâu ngày rồi thì nó sẽ bị gì, lâu ngày rồi nó sẽ bị ướt ở dưới, nó dính chặt bề mặt. Mình dùng cái này mình cạo lên là người anh em ấy sẽ rất dễ. Tất cả bọn mình làm những cái công việc này chỉ mong một cái lan tỏa đấy, đặc biệt đối với giới trẻ. Mình tin chắc rằng là giới trẻ thì bây giờ là các bạn đấy được sinh ra và lớn lên trong cái điện hoàn cảnh kinh tế nó tốt hơn rồi, cơ sở vật chất hạ tầng của Việt Nam hiện tại bây giờ quá là tốt, thành ra là nhiều nơi tốt, chứ phải nói chính xác đấy, chứ không phải quá là tốt. Có những nơi thì quá là tốt, nhưng có nơi cũng bình thường thôi, nhưng mà đại đa khái phải sạch hơn rất nhiều so với ngày xưa. Ngày xưa mình làm gì có đường bê tông, ngày xưa làm gì có đường đường nhựa nhiều đấy. Bây giờ mình cứ nhìn lại thôi đấy, nhìn lại bởi nhiều nước bây giờ đường nhựa còn hiếm đấy, thì khi mà đấy thì bắt đầu mà làm sao có tiền để mà đi ra ngoài mua đồ, đi ra siêu thị mua đồ, hay là đi đây là dàn đây này, người anh em đây, những cái mép này này. Đấy, cái mép này nó cũng rất là nhiều. Đấy, nó gọi là sạch cái bề mặt. Đấy, người ta gọi là sạch bề mặt đi. Đấy, ngày hôm nay anh em sẽ làm sạch bề mặt, không còn những cái gọi là chất thải rác rủng. Nó chỉ còn những cái rác hữu cơ thôi, đất này, và những cái đồ gọi là đồ cây cối lá liếc nó xuống thôi. Đây tiếp này, mình sẽ gom đống vào cho người anh em. Đây, những cái này thì không thể phân hủy được. Các bạn phải nên nhớ là những cái rác thải liên quan đến ni lông hiện tại bây giờ là một vấn nạn của thế giới nhá. Vấn nạn của thế giới đấy, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Một vấn nạn của thế giới đấy. Cách xử lý nó hiện tại bây giờ cũng là một bài toán. Mặc dù nhiều nước có công nghệ hiện đại đã xử lý rất là tốt rồi, nhưng mà họ đang hướng tới những cái bao ni lông mà thân thiện với môi trường ấy. Ví dụ như bây giờ họ hay làm bao đựng giấy này, bao giấy ấy, được sản xuất bằng những cái cây đấy, thực vật đấy. Hoặc là có những cái ni lông bây giờ những có cái những bao bì mà dùng một lần. Mình nhớ như in cái ống hút ấy, ống hút bằng nhựa, các bạn quý vị thấy không, đã có doanh nghiệp của Việt Nam mình đã sử dụng những cái nguyên liệu tự nhiên có sẵn như tre trúc, hay là một cái cây gọi là cái cây nó giống như tre trúc ấy, mình không nắm rõ, thì các bạn nao sậy đúng rồi, thì đã trở thành một trong những cái hút để hút nước ấy, hút nước để các bạn ăn uống ấy, thì nó đã trở thành một trong những cái được xuất khẩu rất là tốt, và bạn trẻ đấy đã có một doanh nghiệp rất là thành công đấy. Bạn đi cũng lâu lâu rồi chứ không phải là mới, thì đó là một cái cũng rất tốt, mình rất ủng hộ đấy. Tất cả những cái đó là những cái mà bọn mình hướng tới. Bây giờ các bạn làm nhá, để mình tua nhanh. Nói chung là tất cả những cái gì bây giờ bất kỳ một bạn nào, hay là bất kỳ một doanh nghiệp nào, hay bất kỳ một con người nào trên thế giới này, nếu các bạn có đủ khả năng sáng tạo để làm ra những vật liệu dùng một lần mà không ảnh hưởng đến môi trường, thì mình khẳng định các bạn, đặc biệt các doanh nghiệp, các startup ấy, thì mình khẳng định là thành công. Tại vì bây giờ là thế giới đang hỗ trợ, các chính phủ, các quỹ đang hỗ trợ rất tốt cho những cái sản phẩm đó. Đôi khi còn được trợ giá, và đôi khi các bạn làm startup không có tiền ấy, còn được vay vốn ưu đãi, vân vân vân. Đặc biệt những nước như Nhật Bản này, như những nước châu Âu giàu có, hay các nước tư bản giàu có, thì họ đã hướng tới một cái môi trường, một trong những cái đồ dùng, các thứ tiêu dùng là phải thân thiện với môi trường và được hỗ trợ rất là nhiều. Đấy. Những cái doanh nghiệp ví dụ IKEA, nếu mà ai là từng ở nước ngoài biết là về đồ nội thất ấy, IKEA ấy, là ngày xưa của Thụy Điển ấy, mà ngày xưa là họ dùng gỗ đúng không, gỗ tự nhiên, nhưng sau này thì do vì tàn phá tự nhiên ấy, nếu mà tàn phá tự nhiên ấy thì là sẽ ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu,
mà khi có biển đổi khí hậu thì các bạn biết rằng là nó gây ra rất nhiều những thảm họa ảnh hưởng đến đời sống của con người mà cực kỳ nghiêm trọng chứ không phải đơn giản nhé. Các bạn thấy các hiện tượng đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới, những cái năm gần đây các bạn thấy không, những cái trận lũ lụt rất là lịch sử ở Trung Quốc, ở Việt Nam chúng ta mưa cũng nhiều hơn, hay là ở Trung Đông vừa rồi các bạn thấy Syria đấy có một trận kinh khủng luôn, một trận bão kinh khủng mà cũng là hàng lịch sử. Kể cả những cái thành phố lớn nước Mỹ có những thành phố cũng diễn ra những cái xảy ra những cái hiện tượng như vậy, thì rõ ràng là biến đổi khí hậu đang là một vấn đề vấn nạn toàn cầu. Thì nếu mà doanh nghiệp nào đấy thì cái Akia thì ngày xưa cũng thế, họ đã tính đến điều ấy rồi. Có nghĩa là khi nào ai mà có nghĩa là họ mà làm một vật dụng nào đó liên quan đến vấn đề đồ gỗ ấy, đồ nội thất, thì tất cả phải có một số tiền nào đó để tái đầu tư lại môi trường. Ví dụ như trồng cái cây sau bao năm sẽ lớn một cái số lượng cây như thế nào đó sẽ lớn lên để thay thế cái gỗ mà họ đã sử dụng. Nhưng bây giờ thì họ dùng những cái gỗ ép, cái gỗ nói chung là họ dùng những cái vật liệu và những cái gỗ hay dùng những cái nguyên liệu mà đại khái là con người trồng là chính chứ không phải tự nhiên nữa, hay là dùng những cái vật liệu thay thế. Cho nên là sản phẩm của Akia rất là đắt. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng của sản phẩm Akia ấy thì nó lại là gì nhỉ? Thì nó lại là chúng ta lại ủng hộ những người phát triển đấy, những người bảo vệ môi trường đấy. Còn lại những ai mà dùng gỗ tự nhiên lắm lúc ở Việt Nam chúng ta thì bây giờ mình không nói thôi. Đến nhà toàn khoe là ui gỗ lim này. Thì bây giờ chỉ có hiện tượng ngày xưa thì mua ở Lào chứ Việt Nam bị cấm rồi. Nhưng mà vẫn có hiện tượng gọi là lâm tặc vân vân vân. Nhưng mà thế giới thì gần như là các nước văn minh họ cấm cái điều ấy tuyệt đối, đến Trung Quốc cấm tuyệt đối. Chính vì điều đó một thời gian cách đây nhiều 20 năm đấy, kiêu kỵ của chúng ta mới phát triển như vậy. Các bạn biết sao? Vì cái đồ gỗ đó được các thương nhân Trung Quốc ta nhập về, tại vì bên Trung Quốc là cấm tuyệt đối sử dụng gỗ tự nhiên để mà sản xuất đồ nội thất. Đó là cái điều mà ai biết điều đó. Và đặc biệt nữa thưa quý vị, thì bây giờ đồ gỗ tự nhiên thì sẽ có ở đâu? Có ở gọi các nước châu Phi. Đấy, các nước châu Phi bây giờ thì vẫn là cái nguồn gỗ gọi là tự nhiên. Tại vì nước các họ còn nghèo và các nhà cầm quyền ấy, các nhà làm quyền của nước đó thì họ vẫn còn chưa quan trọng lắm về vấn đề môi trường. Vì họ vẫn là có những cái chính quyền, nói chung là khẳng định với quý vị là vẫn còn quá nhiều những cái vấn đề bất cập nếu mà liên quan đến vấn đề gọi là bảo vệ môi trường. Và họ còn nghèo quá, cho nên là vấn đề nghĩ về những cái vấn đề đó là hầu như là họ không quan trọng. Nói chung là khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi. Nhưng bây giờ ở Việt Nam chúng ta thì cũng đang là nước đang phát triển thôi, và rất nhiều các khu đô thị mới mọc lên rất là xanh sạch đẹp. Và với khẩu hiệu là mình thấy rằng là ở Việt Nam chúng ta được khẩu hiệu là xanh sạch đẹp đấy, Việt Nam một môi trường xanh sạch đẹp, thì bọn mình thấy cái chữ Việt Nam là một này, là đất nước Việt Nam, và thứ hai clean up ấy, tiếng Anh rất là hay. Vì một môi trường Việt Nam xanh sạch đẹp là chính là mình làm như này thôi để mà lan tỏa. Thì nhiều người hỏi là thì lấy kinh phí ở đâu, thì mình nói thẳng các bạn là nếu mà YouTube nhiều người xem thì bọn mình lấy tiền từ YouTube thôi. Nhưng mà nếu mà YouTube không có nhiều người xem thì bọn mình phải lấy từ những tiền túi ra, thì bằng những hình thức kinh doanh này nọ. Thì đấy, bọn mình cũng xây dựng một hệ thống gọi là cây đời. Cây đời là gì? Là cây văn phòng này, cây ban công này, cây ở nhà này, nói chung là cây để bàn. Đấy, các bạn vào trong cái gọi là kênh YouTube cây đời ấy, là các bạn sẽ thấy là có hết. Và Facebook cây đời thì cũng có. Đấy, nói chung là một phút quảng cáo thì để được bọn mình mới đi được như này, chứ còn sao đi được. Không có, nói chung các cụ ngày xưa nói không sai đâu, không có thực thì vực thế nào được đạo. Đấy, bây giờ các bạn học triết mộc Mác Lê Nin ấy, vật chất quyết định gì, ABC đấy, các thứ năng nhăng đấy. Đấy, thế nhưng mà thực ra các cụ nhà mình thì ngày xưa thì theo lời các cụ nhà mình thì chả cần phải đến cái triết học triết vùng gì cả, đến đại học có thực thì mới vực được đạo. Đấy, các cụ nhà mình gọi từ ngày xưa rồi, cứ cao siêu quá làm gì, anh em mình đi học cao siêu quá. Thôi chúng ta lại tua nhanh một tí nhá.